Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi buổi livestream trưa nay tại Vây Đọc Sách Hay Là Chết. Mình là Yến Nhi, thì ngày hôm nay Yến Nhi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn, đặc biệt là các chị em phụ nữ, một bộ sách rất là hay. Thì bộ sách này bao gồm 6 quyển sách, là tổng hợp những cuốn sách hay nhất về phụ nữ, bao gồm có những tác giả trong nước và nước ngoài luôn các bạn. Thì ngay bây giờ Yến Nhi sẽ lần lượt chia sẻ từng cuốn sách để cho mọi người chúng ta tham khảo nhé. Đầu tiên là quyển Đàn Bà Thì Phù Phiếm. Đây là một quyển sách của tác giả Hà Thanh Vân. Thì quyển sách này sẽ giúp các bạn là tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là không chỉ dành riêng cho các chị em phụ nữ đâu, mà các anh phái mạnh đó, khi mà chúng ta đọc quyển sách này, chúng ta cũng có thể là hiểu hơn về phụ nữ. Các bạn nam chúng ta đang FA á, các bạn hãy đọc ngay quyển sách này nha, cái tỷ lệ mà thoát FA rất là cao luôn. Và quyển thứ hai đó là quyển Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp. Trí tuệ và chiến thuật binh pháp tôn tử để giành chiến thắng. Xin chào Hiền Nguyễn ạ. Thì cái mục giới thiệu ở phía sau chia sẻ như thế này. Đây không phải là một quyển sách được viết ra nhằm khích lệ người đọc, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt sau khi đọc nó. Mục đích cuối cùng của quyển sách là cung cấp cho nữ giới những chiến thuật mà tất cả chúng ta đều cần đến để vượt qua những trở ngại trên con đường có được những gì mình mong muốn. Quyển thứ 3 trong bộ sách này là quyển 50 Thiên Thần Của Bạn, tác giả Elsa Brun. Thì quyển sách này sẽ giúp bạn nhận ra rằng nhiều người cảm thấy thế giới này ngày càng lạnh lẽo. Điều này có nghĩa là bạn không thể cởi tấm áo khoác bảo vệ khi bạn ở bên người khác. Mọi người sẽ phải đón nhận lòng thương xót trong ánh mắt lạnh lùng của kẻ khác. Và rồi tất cả chúng ta đều dựng nên một bức tường lạnh lẽo để giấu mình sau đó. Thì cuốn sách này sẽ giúp các bạn nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống để cảm thấy ấm áp hơn mỗi ngày . Và quyển sách thứ tư là quyển sách Này Cô Gái Thức Tỉnh Đi. Nghe tựa đề là đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Bạn nghĩ rằng nhiều người có cuộc sống đẹp như mơ, chỉ có mình bạn gian nan. Nếu vậy thì tác giả Rachel Hollis sẽ có lời nhắc đó đến với bạn. Đó là một lời dối trá. Bằng sự trung thực trước tất cả những nỗi đau và sự dí dỏm trước mọi sự nỗi, trước mỗi nỗi sợ hãi, Rachel vạch trần và chiêm nghiệm những suy nghĩ lừa mị đã từng hành hạ chính cô cũng như vô số phụ nữ trên đời này, đồng thời mở lối để bạn mạnh dạn vươn lên, thoát khỏi đau khổ và trở thành người phụ nữ vui vẻ, tự tin như bạn vốn xứng đáng vậy. Và quyển sách thứ 5 trong bộ sách này đó chính là quyển sách Nội Tình Của Ngoại Tình. Quyển sách rất là phù hợp cho những chị em chúng ta đã có gia đình, cách giữ lửa cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Và quyển sách cuối cùng trong bộ sách này đó là quyển Dám Ly Hôn. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, Ý Nhi sẽ chia sẻ với các bạn quyển sách Đàn Bà Thì Phù Phiếm, là một trong những quyển sách khá hay nằm trong bộ sách này của tác giả Hà Thanh Vân. Quyển sách này thì có 3 mục chính, đó là đàn ông và đàn bà, tình thứ hai là tình và chat, và thứ ba đó chính là phù phiếm truyện. Thì Ý Nhi sẽ chia sẻ với các bạn mục thứ hai, đó là tình là chat. Chia sẻ tình yêu. Chia sẻ thường được nghĩ đến với nhiều nghĩa tốt. Chia sẻ cơm áo, nhường nhịn nhau. Chia sẻ về những buồn vui, hoạn nạn, những gian truân khó khăn. Nhưng có thứ chia sẻ làm người ta đắng lòng, đau khổ, làm trái tim dường như chết đi một ít mỗi ngày. Đó chính là chia sẻ tình yêu. Chia sẻ đa phần là tự nguyện, nhưng có đôi khi là bị ép buộc vào một tình thế đã rồi. Chia sẻ tình yêu thì chắc chắn là điều không ai mong muốn. Tất nhiên cuộc đời không thiếu những tình yêu hạnh phúc và cũng không ít những cuộc tình tay ba với muôn vàn hệ lụy mà chính người trong cuộc phải ngậm ngùi chịu đựng không từ bỏ. Tôi có một người bạn gái âm thầm đi bên cuộc đời của một người đàn ông đã có vợ, chấp nhận sinh con trong thầm lặng, chấp nhận là một single mom với mối quan hệ không ràng buộc. Bạn giỏi giang,
thông minh, làm trưởng văn phòng đại diện cho một công ty nước ngoài với thu nhập khá cao. Khi bạn sinh con cho người mình yêu, bạn mới 27 tuổi. Bạn có thể chọn cho mình một cuộc đời khác, một con đường khác, bình yên như bao người khác. Nhưng bạn đã chọn con đường khó đi nhất, con đường chông gai nhất. Tôi có một người bạn gái, gia đình tan vỡ vì một người thứ ba. Bạn đã từng căm ghét người thứ ba. Nhưng một ngày kia, như một sự trớ trêu của số phận, bạn lại trở thành người thứ ba. Có đau khổ, nhưng tôi biết rằng bạn cũng có những phút giây hạnh phúc. Và vì những phút giây đấy, mỗi đau khổ có thể nhạt nhòa, mờ xa. Tôi cũng có nhiều người bạn gái, giận dữ, muộn phiền vì trong hạnh phúc của mình thấp thoáng có bóng dáng của người thứ ba. Sau đó có khi là tan vỡ, có khi là tha thứ. Nhưng dù tan vỡ hay tha thứ, thì vẫn có những vết thương không bao giờ lành miệng, ám ảnh qua những năm tháng dài. Cũng có người hỏi tôi, vì sao đàn ông có vợ vẫn có thể say mê người phụ nữ khác? Tôi trả lời rằng, thứ nhất, không tình yêu nào là vĩnh cửu nếu không có sự vun trồng từ hai phía. Hoặc nếu có tình yêu vĩnh cửu chăng nữa, vẫn sẽ có những lúc tình yêu ấy nhạt nhòa, yếu ớt trước một tình yêu khác, mới mẻ, hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn. Thứ hai, người vợ hãy nhìn lại bản thân mình, dù chỉ là một chút. Người vợ thông minh là người vợ biết cách làm cho chồng say mê mình, chứ không phải là mình say mê chồng. Việc ký vào một tờ giấy chỉ có nghĩa là sống chung với nhau, chứ không phải là lời hứa yêu nhau mãi mãi. Có người sống chung mà không có tình yêu, cũng như có những tình yêu nhưng không cần sống chung. Thứ ba, vẫn có những tình yêu không lý giải được. Cũng như cuộc đời của một người phụ nữ, có khi chỉ cần 24 giờ là có thể thay đổi mãi mãi. Dẫu biết rằng sau tình yêu ấy, có thể là trống rỗng, tan nát, nhưng tôi vẫn thấy có những người lao vào, như là ví von của cuốn tiểu thuyết tình yêu, tiếng chim hót trong bụi mận gai. Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực, tuân theo quy luật bất đắc dĩ của thiên nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó không nghĩ đến cái chết sắp đến. Nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế, ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai, sẽ mãi mãi như thế. Và tôi cũng biết rằng, chẳng có gì làm khổ hay làm tổn thương được tình yêu. Chỉ có tình yêu mới đủ sức làm khổ hay làm tổn thương được tình yêu. Vừa rồi chúng ta vừa nghe xong câu chuyện chia sẻ về tình yêu. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ lắng nghe một câu chuyện có tiêu đề là Cạn duyên, hết nợ, có còn gặp nhau. Rất hiếm có những người mà mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Thông thường trong số chúng ta, ai cũng có những mối tình cũ. Có tình cũ êm đẹp, có tình cũ cay đắng, có tình cũ nồng nàn, có tình cũ chua xót. Nhưng chúng đều có một điểm chung là sẽ phai nhạt đi theo thời gian. Thời gian sẽ khiến chúng ta bình tâm nhìn lại những mối tình đã qua. Quá khứ đã lắng dịu, quá khứ đã ngủ yên. Chúng ta bận tâm với những mối tình mới, với gia đình, chồng con. Thế nhưng một ngày kia, trong những phút giây nào đó, trong một thoáng nhớ về ngày xưa, sẽ có những người trong số chúng ta thầm nghĩ rằng cạn duyên, hết nợ, có còn gặp nhau. Trong những người sống quanh tôi, có hai dạng người thể hiện thái độ trong tình yêu. Một dạng người là khi dứt tình cũ, họ không bao giờ còn muốn nhắc, muốn gặp mặt. Họ lock Facebook, xóa số điện thoại, xóa Viber. Họ bảo là gặp mặt làm gì để khó xử cho cả hai bên, để ảnh hưởng đến tình mới. Tôi tin có những người lạnh lùng như thế. Nhưng tôi cũng tin đằng sau cái vỏ lạnh lùng ấy che đậy một sự yếu đuối. Vì còn yêu, còn nhớ nên người ta mới không dám gặp mặt. Vì còn yêu, còn nhớ. Vì người ta sợ khi gặp một ánh nhìn, một bàn tay chạm khẽ, một mùi hương nước hoa sẽ đánh thức những kỷ niệm xưa và khó và khiến họ nhói lòng hiểu rằng không bao giờ có thể quay về những ngày xưa cũ ấy được. Tôi tin họ là những người nhát gan, không muốn thử thách trái tim mình, không muốn dạy dò mình thêm. Một dạng người nữa, đó là những người sau khi chia tay vẫn còn là bạn, vẫn còn gặp lại nhau.
Tôi tin họ không còn yêu nhau, nhưng vẫn đủ quan tâm đến nhau nên mới có thể bình thản gặp lại nhau, cùng nhau ngồi uống cà phê, đi ăn, cùng đi chung một quãng đường. Cùng kể về những tình yêu mới, những gia đình riêng. Hoặc nếu họ còn yêu nhau đi chăng nữa, thì họ cũng là những người có trái tim dũng cảm, biết vạch rõ ranh giới, hiểu rõ rằng ngày tháng đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Họ biết kìm nén cảm xúc vì họ hiểu rằng bất cứ sự rung động nào vì quá khứ xa xưa cũng sẽ gây ra bất ổn cho cuộc sống hiện tại. Đời sống muôn ngàn lối đi, con người có vô vàn cách lựa chọn ứng xử trước cuộc đời, trước tình yêu. Con người dũng cảm, con người mềm yếu. Con người chọn cách đối mặt, con người chọn cách lãng tránh, rời xa mãi mãi. Cạn duyên, hết nợ, có còn gặp nhau? Là một câu hỏi mà chỉ người trong cuộc tùy vào hoàn cảnh, tùy vào trái tim mới trả lời được mà thôi. Riêng tôi thì cho rằng nên gặp lại người yêu cũ. Vì tuy cạn duyên, hết nợ, nhưng dù sao người ấy đã từng đi chung với mình một quãng đường đời. Từng có lúc sẽ chia buồn vui, những kỷ niệm chung. Quá khứ là quá khứ, không ai có thể thay đổi được quá khứ. Bởi vì con người ta vốn chẳng phải vô tình. Ứng xử với quá khứ bạc bẽo, liệu có làm cho người tình, người bạn đời hiện tại của bạn vui lòng khi nghĩ đến chính bản thân? Chỉ có những ai nông cạn, ích kỷ mới đòi hỏi người mình yêu phải quên đi quá khứ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện là chia tay chưa phải là đau khổ. Người ta thường hay nghĩ mọi cuộc chia tay đều đau khổ, nhưng tôi thì nghĩ rằng chia tay chưa phải là đau khổ, mà mất đi người mình yêu mới là đau khổ nhất. Mọi cuộc chia tay qua đi, còn gì ở lại? Còn lại hai người với trái tim trống rỗng, đầy vết thương, và đôi khi còn có cả lòng thù hận. Họ có thể không nhìn mặt nhau nữa, không muốn nhắc đến nhau, đốt sạch hay trả lại những kỷ vật của thời yêu nhau, thậm chí còn nói xấu nhau. Vừa rồi Yến Nhi có chia sẻ với mọi người á, là mọi cuộc chia tay qua đi thì còn gì ở lại. Còn lại hai người với trái tim trống rỗng, đầy vết thương và đôi khi còn có cả lòng thù hận. Họ có thể không nhìn mặt nhau nữa, không muốn nhắc đến nhau, đốt sạch hay trả lại những kỷ vật của thời yêu nhau, thậm chí là còn nói xấu nhau nữa. Sau khi chia tay á, thì thường mọi người á, hai người sẽ có những cái vết thương trong lòng, thì họ có thể là không nhìn mặt nhau nữa, không muốn nhắc đến nhau, đốt sạch hay trả lại những kỷ vật của thời yêu nhau, thậm chí là còn nói xấu nhau nữa. Nhưng cuộc đời không chỉ có những người tuyệt tình nhẫn tâm như vậy, vẫn có những người hiểu rằng tuy chia tay là đau khổ, nhưng mất người yêu vĩnh viễn còn đau khổ hơn. Tình yêu qua đi không có nghĩa là mất đi người mình đã từng yêu thương. Người mình đã từng yêu thương vẫn còn ở đấy, vẫn tồn tại bên đời của mình. Chỉ có điều thay vào tình yêu bây giờ là sự quan tâm, lòng thương mến. Đã từng có nhau trong một thời gian dài, từng chia sẻ vui buồn, nay tình yêu không còn nữa, nhưng đó không phải là lý do để ngoảnh mặt quay lưng, rũ sạch quá khứ. Con người ta nếu lạnh lùng tàn nhẫn bước đi, bỏ lại người mình đã từng yêu sau lưng mình, thì đó không phải là cách ứng xử nhân văn. Vậy nên, tình yêu có thể mất đi, song đừng làm mất đi người mình từng yêu thương, cho dù bây giờ tình cảm đã mang một sắc thái khác, không còn là tình yêu nữa. Nhưng chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau như hai người bạn, hai người thân. Quá khứ dù là đau khổ hay tươi đẹp cũng đều đáng được tôn trọng. Hãy xếp quá khứ vào miệng ký ức, nâng niu và đừng lãng quên. Chia tay dù là đau khổ, nhưng sẽ còn đau khổ hơn gấp bội lần khi mình chấm dứt mọi liên lạc với người mình đã từng yêu, vĩnh viễn không nhìn thấy nhau, không gặp mặt nhau nữa. Tình yêu qua đi, nhưng tình người vẫn còn. Dù gì chúng ta cũng có một thời bên nhau với nhiều kỷ niệm về nhau, lãng quên nó là một điều không cao thượng và tàn nhẫn. Hãy cư xử thật đẹp để mỗi khi gặp lại nhau, chúng ta có thể nhìn nhau mỉm cười. Và câu chuyện tiếp theo Yến Nhi sẽ chia sẻ với mọi người có tên là Bi hài kịch của tình yêu là gặp sai người nhưng đúng thời điểm. Khi tôi viết rằng thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp thì dễ dẫn đến ngoại tình, và rằng bi kịch của tình yêu là khi gặp đúng người nhưng sai thời điểm, thì một người bạn trên mạng đã trả lời như thế này: hài kịch của tình yêu là gặp sai người nhưng đúng thời điểm.
Về phần tôi cho rằng gặp sai người nhưng đúng thời điểm sẽ dẫn đến một tình huống cũng bi kịch. Nếu nó có pha phần hài kịch thì cũng là hài kịch mà người diễn viên cố đóng cho vui vẻ và thường có kết thúc cay đắng. Khi bước đến trước ngưỡng cửa hôn nhân, chúng ta thường hay hỏi, lấy nhau vì cái gì? Nhà văn Vũ Trọng Phụng gần 100 năm trước đã trả lời cho câu hỏi đó như sau. Lấy nhau vì tình. Nhưng thực tế không như câu nói của nhà văn, liệu có ai trong chúng ta dám cam đoan thừa nhận mình lấy nhau hoàn toàn vì tình không? Tôi tin là không. Yêu là một việc, nhưng khi lấy nhau, người ta còn tính toán đến rất nhiều yếu tố. Gia thế, xuất thân, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, học vấn, khả năng kiếm tiền. Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người yêu một người, nhưng lại cưới người khác. Chưa kể các cặp tình nhân còn tuyển tụng nhau một câu nói coi như là chân lý. Lấy người yêu mình, chứ không lấy người mình yêu. Đó là chưa kể có những đám cưới thiếu vắng tình yêu vẫn diễn ra chỉ vì lỡ ăn cơm trước kẽn. Vì mệt mỏi trên con đường đời và chưa có chỗ nghỉ chân. Vì muốn kết thúc cuộc sống lang bạt nên khi gặp được đối tượng thì quyết định kết hôn ngay. Nếu gặp sai người nhưng đúng thời điểm, có thể sẽ vẫn có những tình yêu... có những tình yêu lý tính và đi đến cuộc hôn nhân bởi lẽ hoàn cảnh lúc ấy thích hợp. Và nhiều người thường tự an ủi mình rằng cuộc hôn nhân dựa trên yếu tố lý trí sẽ bền vững và kéo dài hơn là những rung động trái tim rất hay thay đổi. Nhiều cuộc hôn nhân như vậy đã lặng lẽ trôi đi, bình yên, không bão giông bởi vì người ta không bao giờ biết đến tình yêu. Nhìn sự vật một cách lý trí nên sẽ không có những phức tạp, rắc rối, ghen tuông do tình yêu mang lại. Nhưng có mấy ai biết rằng sự tẻ nhạt ấy dần dần mài mòn đi cuộc sống của chính họ. Thiếu vắng tình yêu có nghĩa là thiếu vắng cả những niềm vui và nỗi buồn, thiếu vắng những cảm xúc như vắt ra từ trái tim. Vì thiếu vắng tình yêu, con người ta cũng không dễ bao dung độ lượng, không sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Nếu khi ấy, bóng hình một người thích hợp khác xuất hiện thì cuộc hôn nhân ấy sẽ dễ lung lay. Thế nên, gặp sai người nhưng đúng thời điểm mà vẫn quyết định kết hôn là một sự ích kỷ, cũng là một sự đánh cược với tình yêu. Sự ích kỷ nào cũng phải trả giá, dù ít, dù nhiều, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cái giá phải trả là một cuộc đời tẻ nhạt, không biết đến cảm xúc thật sự của tình yêu. Cách sống này có lẽ phù hợp với một số người sống lý trí, tính toán hay từng nếm trải đau thương. Vì tình yêu, nên bây giờ họ chọn con đường yên ổn nhất để đi. Nhưng bản chất của tình yêu là không yên ổn. Cách sống này sẽ không phù hợp với những ai có cảm xúc thật sự từ trái tim, sẵn sàng dấn thân vì tình yêu, sống vì tình yêu, muốn đắm chìm trong tình yêu đích thực. Mà tình yêu thì không ai biết được nó sẽ đến từ lúc nào. Và nếu nó đến vào thời điểm không thích hợp, gặp một người thích hợp thì sẽ lại là một bi kịch kế tiếp. Và câu chuyện tiếp theo Yến Nhi sẽ chia sẻ với mọi người có tên là Thời gian không thích hợp, gặp một người thích hợp là ngoại tình. Cái tựa đề nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Có một câu nói đang phổ biến trên mạng. Thời gian thích hợp, gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp, gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp, gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp, gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Khi tôi nói câu nói đó với một người bạn trên mạng, thì bạn lại phán như sau. Con người ta thay đổi theo thời gian, không ai có thể mãi mãi như xưa. Hôm nay có thể thấy hợp với người này, ngày mai có thể thấy hợp với người khác. Và trong thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp, thì rất dễ xảy ra khả năng ngoại tình. Câu nói ấy nghe có vẻ đúng. Bởi lẽ chúng ta đều biết, chúng ta thay đổi theo cuộc sống, theo thời gian. Chúng ta thường mơ một giấc mơ có được tình yêu và hạnh phúc vĩnh hằng, nhưng không ai dám chắc chắn giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực suốt đời. Chỉ trong truyện cổ tích mới có câu, hoàng tử và công chúa kết hôn với nhau và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Trở lại với câu nói của người bạn tôi, có thật là thời gian không thích hợp, gặp một người thích hợp là ngoại tình hay không? Trước hết, hầu như tất cả chúng ta đều đã có khoảng thời gian thích hợp, gặp một người thích hợp nên mới yêu nhau, cưới và chung sống cùng nhau. Hầu hết các cuộc hôn nhân đều có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
cho đến một ngày kia, người vợ hay người chồng thay đổi, mà sự thay đổi này là tất yếu. Họ thay đổi vì điều gì? Vì vô vàn những lý do, nhưng lý do chủ yếu nhất là họ không còn long lanh, hấp dẫn trong mắt nhau. Vì đã quá quen thuộc với nhau, vì đã biết hết thói hư tật xấu của nhau. Vì một người tiến lên, còn người kia thì dừng lại. Lúc bây giờ họ cho rằng họ không còn thích hợp với nhau nữa. Nhưng những người như vậy, người ta hay bảo hết tình thì còn nghĩa, còn vô vàn trách nhiệm, hệ lụy ràng buộc họ với nhau. Lúc ấy có thể họ sẽ bình thản chấp nhận cuộc sống như vậy. Nhưng nếu có một người khác xuất hiện trên con đường đi của họ thì mọi thứ sẽ thay đổi hết. Sẽ có hai lựa chọn. Một là kìm nén cảm xúc để giữ vững gia đình. Hai là khát khao chiếm hữu người thích hợp với mình trong thời điểm này. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Những gì ngày xưa thích hợp với mình bây giờ có thể không còn thích hợp nữa. Lúc ấy sẽ có người nhân danh đạo đức để ở lại với cái không thích hợp. Và những người sống thật với bản chất sẽ chạy theo những gì mà bây giờ họ thấy thích hợp với mình. Từ đó mà có ngoại tình và những vụ ly dị vì tình. Trong cả hai con đường nào cũng đầy đau khổ, con đường nào cũng đầy chông gai. Sẽ có những người chọn bình yên cho dù phải sống tẻ nhạt cả đời. Có người chọn bão giông để tự hào nói rằng dù sao cũng có lúc tôi đã sống thật với chính mình. Nhưng bi kịch không chỉ ở chỗ chấp nhận sống đời tẻ nhạt bình yên. Bi kịch cũng không chỉ nằm ở chỗ dám sống thật với bản chất của mình. Bi kịch sẽ càng trầm trọng khi xác thân ở lại với cái không thích hợp, còn tâm hồn, trái tim chạy theo cái thích hợp. Đó cũng là bi kịch muôn đời của tình yêu. Và câu chuyện tiếp theo Yến Nhi sẽ chia sẻ với mọi người, đó là tình yêu kiểu Platon. Không biết mọi người ở đây chúng ta đã có nghe đến tình yêu kiểu này chưa ạ? Thì nếu mà mọi người cảm thấy xa lạ với cái tên này quá thì ngay bây giờ mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện này nhé. Bạn có một tình yêu kiểu Platon không? Đó là tên của câu chuyện. Tình yêu kiểu Platon là một tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt. Thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon, sinh năm 1427 trước công nguyên, một triết gia duy tâm lừng danh thời Hy Lạp cổ đại. Sở dĩ thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon bởi vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đề cập đến chữ tình yêu này trong tác phẩm của mình. Vào thời phục hưng ở châu Âu, khoảng năm 1533, Marcello Ficino, một học giả người Ý, môn đồ của Platon, mới sử dụng thuật ngữ tình yêu kiểu Platon để chỉ tình yêu đôi lứa thiên về tinh thần, hướng đến những giá trị thiêng liêng, không có ham muốn về thể xác. Nhưng cho đến khi nhà thơ, nhà viết kịch người Anh William Davenant cho trình diễn vở kịch The Platonic Lover vào năm 1635 thì thuật ngữ này mới trở nên thông dụng. Có lẽ hiếm có một kiểu tình yêu nào lại được nhiều nhà triết học, nhà văn, học giả hào hứng bàn luận như tình yêu kiểu Platon. Tình yêu trong cuộc sống có thể chia thành 3 dạng thức: tình yêu thuần túy tinh thần, tình yêu thuần túy thể xác và tình yêu kết hợp giữa hai yếu tố tinh thần, thể xác. Trong đó, tình yêu kết hợp giữa hai yếu tố tinh thần và thể xác được xem là tròn trịa nhất, viên mãn nhất, được nhiều đôi lứa yêu nhau hướng tới nhất. Thế nhưng trong thực tế đời sống, chúng ta từng chứng kiến không ít những tình yêu tinh thần, tình yêu kiểu Platon. Đó có thể là những rung động đầu đời với một người khác giới khi mà cả hai đều còn rất trẻ. Đó có thể là mối tình thầm lặng giữa hai con người có tình cảm với nhau mà không đến được với nhau bởi quá nhiều ràng buộc và trách nhiệm. Họ chọn cách yêu kiểu Platon để mãi mãi nhớ về nhau và đừng mắc lỗi với người thứ ba. Đó có thể là tình yêu muộn màng của hai con người không còn trẻ nữa. Sau bao gian nan, sóng gió của cuộc đời mới được cầm tay nhau dìu bước qua bão giông. Người ta thường cho rằng tình yêu phải có quan hệ thể xác mới là tình yêu đích thực, mới có thể thu hút, hấp dẫn, quyến rũ nhau. Người ta dễ quên rằng giai đoạn đầu của tình yêu, cái mà đôi lứa trải qua chính là tình yêu kiểu Platon. Trong sáng, thuần khiết là thứ tình yêu hoàn toàn do những rung động trái tim, rung động tâm hồn chỉ lối.
Và trong chặng đường cuối cùng của tình yêu, cùng với sự già lão của thân xác, người ta lại quay trở về với tình yêu kiểu La Tông. Sau tình yêu kiểu La Tông ở giai đoạn ban đầu, có thể đôi lứa yêu nhau sẽ bước sang một giai đoạn mới, có sự gắn bó về thể xác. Nhưng cũng có những đôi lứa yêu nhau đã để cho tình yêu của mình mãi mãi là tình yêu kiểu La Tông, và họ bằng lòng với điều đó. Tình yêu kiểu La Tông phủ một màu sắc lãng mạn trên những cuộc tình, và phần nhiều người ta yêu nhau trong vô vọng, yêu để mãi mãi nhớ về nhau. Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng. Từ thế kỷ thứ 20 trở đi, thuật ngữ tình yêu kiểu La Tông cũng còn được dùng để chỉ tình yêu giữa những người đồng giới tính. Bạn đã có tình yêu kiểu La Tông chưa? Tôi tin là trong mỗi chúng ta, ai cũng đã có thứ tình yêu này, thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết và hoàn toàn là của riêng trong mối liên hệ tinh thần của hai con người. Chỉ là họ có tự nhận biết được điều ấy và có biết nâng niu, trân trọng tình yêu ấy hay không mà thôi. Đó là quyển sách mà ngày hôm nay Yến Nhi đã chia sẻ với các bạn, có tựa đề là Đàn Bà Thì Phù Phiếm. Một lần nữa Yến Nhi xin phép là sẽ giới thiệu về bộ sách này để cho các bạn chúng ta vào sau á, chúng ta có thể là nắm rõ hơn nha. Thì đây là bộ sách đặc biệt phù hợp dành riêng cho phái nữ, bộ sách rất đáng để các chị em chúng ta gối đầu giường mỗi buổi tối và đọc vài trang trước khi đi ngủ nhé mọi người. Thì bộ sách này bao gồm 6 quyển sách, bao gồm cả nhà văn trong và ngoài nước. Quyển sách đầu tiên trong bộ sách này có tên là Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp, Trí Tuệ Và Chiến Thực Binh Pháp Tôn Tử Để Giúp Chị Em Phụ Nữ Của Chúng Ta Giành Tới Chiến Thắng. Quyển thứ hai là quyển Đàn Bà Thì Phù Phiếm, đây là tập văn của tác giả Hà Thanh Vân. Quyển thứ ba là quyển 50 Thiên Thần Của Bạn, Giải Phóng Bản Thân Khỏi Buồn Phiền Và Cô Đơn của tác giả Ansel Grün. Đây là quyển 50 Thiên Thần Của Bạn. Quyển sách thứ tư là quyển Này Cô Gái Thức Tỉnh Đi, giúp cô gái, các chị em phụ nữ của chúng ta sống một cái, đôi khi chị em của chúng ta quá mơ mộng những điều viển vông mà quên đi những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Thì quyển sách này sẽ giúp mọi người chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống . Và quyển sách thứ tư là quyển sách Nội Tình Của Ngoại Tình, và quyển sách cuối cùng là quyển sách Dám Ly Hôn. Quyển sách này không chỉ là dành riêng cho các chị em phụ nữ đâu . Nếu mà các anh phái mạnh chúng ta đang muốn tìm hiểu sâu hơn về phụ nữ, để chúng ta hiểu rõ hơn về người bạn đời, người bạn gái của mình, thì bộ sách này cũng rất là phù hợp dành cho các anh. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều .